kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Test earbud mới anh em ơi, Urin 2 Tool H6 Pro, chiếc earbud mới nhất đến từ Urin. Đây là đơn hàng mà mình mong chờ nhất trong đợt sale đầu tháng 10. Đợt đó săn sale áp mã thì mình mua được nó với mức giá là gần 900k ở trên Shopee. Bây giờ thì mình đã thấy nó lên cả Lazada rồi, nên là anh em nào mà canh sale cái này thì anh em canh cả hai sàn xem là tùy từng thời điểm sẽ có bên mà có mức giá tốt hơn. Mình mua sớm như này thì khả năng là vẫn dính trường hợp đu đỉnh, tại vì cái truyền thống của Urin là sản phẩm mới ra thường họ sẽ để giá khá là cao. Lúc mình mua giá gốc của nó là 1 triệu mốt, gần 1 triệu 2 cơ. Săn sale là còn sấp xỉ 900. Đấy, không biết về sau là có giảm thêm hay không và có giảm thêm nhiều hay không, nhưng thường là sẽ có. Đó. Đây là một chiếc earbud mà quảng cáo với rất là nhiều công nghệ, có cả ANC các bạn nhé. Thì tiện nói về tai nghe đúng không? Mình thì lâu không quay về tai nghe, chẳng qua là mình lười, nhưng mà mình vẫn mua khá là đều đặn, mua test khá là nhiều. Thì riêng về cái earbud ấy các bạn, các cái hãng họ sản xuất ra khá là ít mẫu mã, và trong những cái mẫu mã earbud đấy thì chúng ta lọc ra những cái sản phẩm mà từ những brand uy tín là thứ nhất này, thứ hai là tính năng cũng như chất âm chấp nhận được là không có nhiều mã đâu các bạn. Earbud tính ra rất là ít sự lựa chọn, nên là mình cũng đang rất là hào hức với một cái sản phẩm này, tại vì nhìn trên ảnh render ấy, nhìn nó rất là mịn màng, kiểu xịn mịn, trông nó khá là đắt tiền. Đây có thể coi là cái earbud đắt nhất của Urin ở thời điểm hiện tại, và trong ảnh nó rất là xịn mịn. Không biết thực tế bên ngoài nó như nào. Cái đơn này thì mình đã nhận từ hôm qua rồi cơ, nhưng hôm nay thì mới sắp xếp được thời gian mở hộp. Cách đóng hộp của nó này, ở đây sẽ có hình ảnh sản phẩm được in nổi. Nó quảng cáo ở đây là 6 mic AI Power đó. Noise Free Codes chống ồn khi đàm thoại, Adaptive ANC earbud nhưng có chống ồn chủ động các bạn nhé. Cái này bây giờ thì nó đã khá là phổ biến rồi, không còn quá lạ lẫm nữa. Spatial Sound đó, cái này gọi là âm thanh không gian. Nhưng những cái này trong những tai nghe trước của Urin, một vài con headphone thì nó làm gọi là ở mức gọi là gì nhỉ, tính năng có hoạt động, không thực sự xuất sắc. Không biết là trên chiếc tai nghe này thì nó sẽ như nào, hoặc là trên một vài cái tai nghe earbud ấy, thì trước đây mình test có tính năng này thì mình thường bật nó khi mà để nghe chuyện, nghe sách nói trên YouTube các bạn. Quảng cáo thời gian là Ultra Long Playtime pin châu các bạn, có tem vàng Hi-Res Audio Wireless các bạn nhé. Đó, mặt sau này sẽ có thông số chi tiết hơn các bạn. Ở đây thì mình sẽ có Bluetooth là 5.3, model của nó là VKS203 các bạn nhé. Codec này AAC, SBC và LDAC các bạn nhé. Đó, tần số đáp ứng thì 20Hz đến 40kHz. Cái này gọi là Hi-Res đây này các bạn này. Tiếp đến về mặt pin, pin của nó là lithium ion polymer các bạn nhé. Dung lượng pin đấy, bọn này đề cập rất là cụ thể luôn, dung lượng pin trên mỗi cái tai nghe là 35mAh. Cái này về mặt thông số là có vẻ hơi thấp so với những tính năng của nó các bạn nhỉ. Nhưng mà earbud thì thường dung lượng cell pin không được cao các bạn, nó thường loanh quanh cỡ 30, 35 đến 40 các bạn. Earbud nó thường như vậy thôi. Thế còn in-ear ấy, thì có những con nó được 50, 55, thậm chí là 60, thậm chí là có những con là 70 hay 80 cơ. Nhưng mà kích thước housing theo đó thì nó sẽ kéo to lên các bạn. Đó, thời gian 35mAh mà quảng cáo vẫn là 6 tiếng sử dụng. Khả năng cái 6 tiếng này là 6 tiếng không sử dụng chống ồn đâu. Đấy. Chúng ta sẽ cùng bóc seal các bạn nhé. Chứ những cái earbud mà dung lượng pin kiểu kiểu như này xong rồi nhét full tính năng vào thường dung lượng pin rất là thấp. Ngày xưa mình đã từng test chiếc Huawei FreeBuds 4 này, Huawei FreeBuds 5 này, xong rồi chiếc Edifier VK320TN là những chiếc tai nghe mà kiểu earbud, nên là dung lượng pin, cell pin nó thấp. Xong rồi nhét full tính năng vào mà bật hết tính năng, pin của nó rất là hẻo các bạn. Uầy, nhìn mịn nhỉ các bạn nhỉ, nhìn nó kiểu cao cấp ấy. Tại vì mình quyết định thử nó ấy, là một phần là vì cái ảnh render trên Shopee Lazada nhìn nó rất là nét luôn, nó giống mấy cái tai nghe xịn xịn của Xiaomi. Đây là cáp sạc Atoshi các bạn nhé, cũng là cáp đến từ Urin, độ hoàn thiện cũng rất là mượt mà luôn, cáp khá là mềm. Đó, sách hướng dẫn sử dụng nhá, anh em nên đọc qua để biết các thao tác cơ bản khi mà có một món đồ chơi mới. Cơ bản là chúng ta sẽ biết các thao tác liên quan đến reset này, rồi thì
kết nối tai nghe với thiết bị mới các thứ này. Cái này không thấy quảng cáo có kết nối hai thiết bị đồng thời nhỉ. Đây là cái nút nhấn này, đập vào mắt mình là một cái nút nhấn. Độ hoàn thiện nó hơi bị lệch lệch các bạn. Đấy. Cái này không biết về sau chúng ta có ốp hay không. Thao tác thì bấm khá là dễ. Cái nút này thì hiếm khi chúng ta phải động đến lắm các bạn. Đó. Khi nào mà muốn reset hoặc là kết nối tai nghe sang thiết bị mới thì mới cần động đến thôi. Housing này, rất bóng bẩy nhá. Cái này nó giống như một lớp mạ ấy các bạn. Nó làm mình liên tưởng đến đúng tai nghe của Huawei luôn. Huawei FreeBuds 4 này, Huawei FreeBuds 5 này. Nó cũng có cái màu này và cũng có cái housing kiểu như này. Nhìn như bằng kim loại luôn. Cái này thì được cái là đẹp, xịn mịn. Nhưng mà đeo thì kiểu nó sẽ khá là lộ mồ hôi dấu vân tay. Đây là về phần đốc sạc các bạn. Cái nắp đốc nhìn cưng thực sự luôn. Không biết về sau giá của nó có thể giảm nhiều đi không. Bill xịn các bạn. Nút nguồn này làm cho nó trau chuốt thêm tí nữa thì tuyệt vời. Cầm đốc cũng hơi nhẹ. Ui, housing mướt các bạn. Cặp housing này cực mướt luôn. Giờ thì mình sẽ tải app và sạc pin kết nối các bạn nhé. Sau đấy thì mình mới test. Hello anh em, mình đã quay trở lại sau khi tải app, update, nghe thử một vài bài nhạc quen thuộc với Urin Hi-Tune H6 Pro. Thì đây là cái giao diện app của nó các bạn nhé. Để tải app thì với iPhone anh em sẽ lên App Store, các bạn sẽ gõ là Urin Home. Nó sẽ ra một cái app có logo màu xanh xanh và có tên là tiếng Trung Quốc. Các bạn tải về được bình thường và sử dụng giao diện bên trong của nó ấy, thì toàn bộ bằng tiếng Anh các bạn nhé, không bị dính tiếng Trung. Thế còn với Android thì anh em sẽ phải lên trang chủ của Urin, tải file APK về để cài. Thì mình không hiểu tại sao cái bọn Urin này nó gặp cái vấn đề gì với việc đưa app lên CH Play. Theo mình nhớ là chỉ có bọn Huawei thì mới bị cấm vận thôi, mà không hiểu sao Urin nó lại không đưa app được lên CH Play để chúng ta tải một cách dễ dàng luôn. Nhưng mà về cơ bản tải file APK khá là dễ và cài phát được luôn, nên là không gặp vấn đề gì. Chỉ có điều là ví dụ về sau mà có những phiên bản tai nghe mới chẳng hạn thì anh em sẽ lại phải thủ công lên đấy tải phiên bản app mới hơn để cài lại file APK đấy đúng không? Thì đấy cũng là một điểm hơi bất tiện. Về mặt giao diện app thì nhìn một cách tổng quát nó rất là giống với app Hey Melody mà chúng ta đã gặp trên tai nghe OnePlus với tai nghe của Oppo các bạn. Giao diện app kiểu như clone, kiểu giống hệt các bạn. Thì chúng ta sẽ có hình ảnh tai nghe ở đây này. Chiếc tai nghe của mình mặc dù màu đen nhưng mà nó hiển thị ở đây lại là màu trắng các bạn. Bên dưới này có hiển thị phần trăm pin này của từng bên tai nghe. Và nếu như mà anh em để tai nghe vào trong dock ấy, và mở nắp ra thì nó sẽ hiển thị thêm phần trăm pin của dock. Nhưng khi nhấc hết ra ngoài này thì nó sẽ ẩn đi cái phần trăm pin của dock các bạn nhé. Bên dưới này là giao diện điều chỉnh chống ồn xuyên âm. Thì tiện nói đến đây thì mình đã test thì thấy là cái chống ồn của tai nghe này thì khi đeo, bật và tắt thì nó có sự thay đổi, gọi là có hiệu quả một cách rõ rệt. Không đến mức gọi là quá tệ như kiểu là tính năng cho có hay là kiểu bật tắt không thay đổi gì. Nó có hiệu quả một cách rõ rệt. Nhưng cần lưu ý với anh em là đây là dạng thiết kế earbud, gọi chính xác hơn là semi in-ear, nên là cái hiệu quả chống ồn của nó sẽ không thể so được bằng với các cái tai nghe in-ear ở cùng cái tầm giá này. Và nó còn ảnh hưởng rất nhiều bởi cái việc là các bạn đeo có fit tai hay không. Thì tai của mình thì rất may mắn là rất là dễ fit và mình đặc biệt yêu thích đeo cái dạng này, nên là cái hiệu quả chống ồn trên tai của mình gọi là ổn. Cái này thì tùy trải nghiệm của từng anh em thôi, nhưng mà cần nhấn mạnh là không thể so được với in-ear cùng tầm tiền. Tiếp đến đây là giao diện chỉnh EQ các bạn. Khi mà mình mở lên thì mặc định nó là Classic các bạn nhé. Tiện nói đến EQ đúng không ạ? Thì ngoài Classic ở đây chúng ta có thêm 8 EQ nữa và hiện tại chưa có chỉnh tay EQ. Mặc dù khi mình mở lên ở Classic nhưng mình bật nhạc lên nghe thử ấy, là mình cảm thấy rất là bất ngờ luôn. Đây là một chiếc kiểu earbud đúng không ạ? Chúng ta hay gọi nhanh là earbud thì nó có một cái giải bass rất là ấn tượng luôn. Tức là nhiều về lượng này, giàu năng lượng, rất là sôi thịt. Mình khá là bất ngờ khi mà một cái earbud mà có thể đánh ra một cái giải bay như vậy. Thế nhưng mà tổng thể tune âm của con tai nghe này là nó tune âm theo kiểu thiên tối các bạn. Nó sẽ phù hợp cho anh em nào kiểu chỉ đeo được dạng earbud nhưng mà thuộc diện bass head đấy. Các bạn cần một tai nghe mà nặng về âm bass, nhiều âm bass thì các bạn mới nên cân nhắc cái sản phẩm này. Ngoài ra nữa thì cái giải mid của nó và giải treble của nó sẽ kiểu hơi lùi xa ở phía sau. Giải mid của nó thì cơ bản nó không bị biến dạng các bạn, nghe nó vẫn ổn nhưng mà nó sẽ lùi. Mình không thích cái dạng tune âm kiểu đấy lắm. Và giải treble của nó thì hơi ít về lượng và sẽ rất là hiền. Đấy. Thì cái dạng tune âm này làm mình liên tưởng đến ngày xưa mình đã từng nghe con Edifier VK320TN.
Nó có một dạng tuner mà bass rất là nội lực, nhiều về lượng. Hoặc là nếu như mà giống hơn ấy, là nó sẽ rất giống với cả con Finn Bell các bạn. Con Finn mà chuyên cho thể thao dạng semi in-ear kiểu như này này. Nhưng mà con đấy trong group là khá ít anh em mua. Tại vì cái dạng tuner đấy thì dạng tuner kiểu bass head như này thì nó không quá thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Nếu mà khoảng độ 2-3 năm trước mình nghĩ là nó sẽ bán rất là chạy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái xu hướng là anh em sẽ chơi tạp và chọn tai nghe dưới dạng kiểu tuner V-shape. Nó là một cái dạng tuner mà có thể nhảy được nhiều dòng nhạc ấy. Nhạc nào cũng nhảy không có xuất sắc ấy. Thì xu hướng hiện tại mình thấy là như vậy. Hoặc là nhiều anh em sành tai hơn thì sẽ chọn tai nghe tuner theo hướng gọi là neutral, đúng không ạ? Cân bằng. Thế còn bass head bây giờ nó kiểu như bị lép vế các bạn. Tai nghe kiểu tuner thiên bass nhiều và nặng đô như này thì nó hơi lép vế, ít người chọn ở thời điểm hiện tại. Thì đó là về chất âm, mình mới chỉ được trải nghiệm thời gian ngắn thôi. Nên là mình sẽ tiếp tục test thêm cũng như burn in thêm xem là chất âm nó có thay đổi gì hay không. Nhưng về cơ bản nó sẽ là một tai nghe tune âm kiểu rất là tối các bạn, thiên tối. Tiếp đến này, gaming mode này. Cái này thì mình không chơi game nên là mình cũng chưa test được. Nhưng mà con này thì có gaming mode các bạn nhé. Tiếp đến này, spatial sound đúng không ạ? Spatial sound đây là giả lập âm thanh không gian. Thì khi mà để mặc định không bật tính năng này thì cái âm của nó sẽ rất là tối. Và khi mình bật lên thì cái âm của nó sẽ đỡ hơn một chút. Tức là nó sẽ cho mình cảm giác là vẫn là tai nghe thiên tối thôi. Nhưng bật lên thì âm của nó sẽ được kéo giãn ra và sẽ không có cảm giác bị quá bí nữa. Đó. Thì mình nghe thì mình sẽ chọn là classic và bật cái spatial sound lên để nghe nhạc remix này kia đó. Thì nó sẽ hợp với những cái thể loại nhạc kiểu như vậy. Thế còn nó sẽ không phù hợp với anh em nào mà thích nghe kiểu nhạc nhẹ nhàng, thiên về vocal, thiên về độ chi tiết. Sự lựa chọn này sẽ là không phù hợp các bạn nhé. Tiếp đến là Dual Link. Đó. Mình có kết nối với... quên mất, mình mới tắt để bật lờ đạn. Mình có kết nối với cả iPhone nữa, nhưng nó không hiện ở đây. Thì tai nghe này có hỗ trợ kết nối với hai thiết bị đồng thời các bạn nhé. Bên dưới này chúng ta sẽ có để tìm tai nghe này. Bên dưới cùng này nữa là để nghe bật lờ đác các bạn nhé. Thì với một số dòng điện thoại cụ thể như Samsung này của mình nhá, mình đã bật Hi-Res Audio ở đây rồi, nhưng mà sẽ cần thêm một thao tác nữa là vào cài đặt Bluetooth để bật chọn lờ đác lên đấy. Thì tùy từng dòng máy có thể là anh em sẽ phải thao tác thêm cái thao tác đấy. Fit test này thì ở đây tai nghe này nó có cái cảm biến nhận diện đeo tai nghe và tháo tai nghe các bạn nhé. Anh em có thể lựa chọn là khi mà các bạn đeo tai nghe lên hoặc là tháo tai nghe ra thì tai nghe nó sẽ phản ứng như nào, thì anh em có thể lựa chọn ở đây hoặc là tắt cái cảm biến đó ở đây. Đó. Tiếp đến về phần cảm ứng này, thì đây là một con tai nghe mà có nhiều thao tác cảm ứng và cho phép tùy biến rất là sâu. Đấy, anh em có thể lựa chọn từng thao tác một phục vụ nhiệm vụ gì, và nếu như mà anh em không dùng sợ bị chạm nhầm các bạn có thể tắt đi nhá. Cái này rất giống với bọn Oppo luôn, cái app nó clone kiểu y hệt luôn các bạn. Và mình thấy là đây là một điều tốt, tại vì app của bọn app Hey Melody ấy, là một cái app mà mình cho rằng rất là hoàn thiện, hoạt động ổn định, nhẹ nhàng, đúng không? Thì cái app này nó gần như clone y hệt các bạn. Mặt sau này thì cuối cùng các bạn sẽ có đổi tên tai nghe này, có điều chỉnh cái âm, gọi là cái âm báo các chức năng trên tai nghe. Thì các bạn có thể chọn ngôn ngữ của nó là tiếng Anh, tiếng Trung, hoặc là nếu không thích nghe tiếng người nói thì sẽ chọn thành âm báo kiểu tinh tinh tít tít, kiểu đấy. Hướng dẫn sử dụng online này. Update này thì mình đã update lên rồi, phiên bản mới nhất hiện tại là 0.2.4 các bạn nhé. Reset này, delete này, đó. Thì đây là các cái trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Haitun H6 Pro. Mình sẽ tiếp tục test nó thêm trong thời gian tới về thời lượng pin này, về đàm thoại này, đó. Thì cần thêm thời gian để trải nghiệm cũng như là cái độ ổn định của nó sau thời gian sử dụng. Anh em nào mà có thêm câu hỏi gì về chiếc tai nghe này thì hãy comment bên dưới cho mình biết về nhé. Mình sẽ trả lời cho các bạn ngay. Mời anh em cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Cuồng Sạc, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất. À đây, không sâu cho anh em cái tai giả, khi mà chúng ta đeo lên thì trông nó sẽ như này. Cặp housing trông rất bóng bẩy, xị mịn luôn, nhưng mà nó lại rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Cái dạng thiết kế này thì làm mình liên tưởng đến đúng là đội Huawei các bạn. Đội Huawei. Rất nhẹ nhàng và build thì rất tín. Phần housing này, phần đốc mình chỉ che một chút xíu cái phần nút ở dưới, nó gọi là bới lông tìm vết thôi, chứ còn tầm 8 lốp như này thì cái độ hoàn thiện của nó là rất là bắt mắt rồi. Không biết là về sau nó có kiểu case để bảo vệ chống chảy xước hay không, nhưng mà có thì
bản thân mình thì cũng không có nhu cầu dùng case. Nhưng mà tai nghe của Urin thì mình rất là hiếm khi thấy nó có case bảo vệ các bạn. Nắp cũng có chống sập này, cũng có cảm biến mở nắp để kết nối này. Đó. Và tốc độ kết nối rất là nhanh. Không rõ là bên trong này nó sử dụng chip của cái đội nào. Đấy. Đeo lên trông nó sẽ như này. Ngoài ra nữa nó có phiên bản màu trắng các bạn. Nhìn nó trắng ngà ngà giống như kiểu là màu trắng ngọc trai ấy. Chứ không phải là trắng tinh. Thì không biết là màu đấy thực tế bên ngoài nó có đẹp không. Nhưng mà cái màu xám này bên ngoài chắc là anh em con trai sẽ chọn màu này. Ok, như vậy là chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn gọi là thuộc diện earbud đúng không ạ? Cũng khá là đáng tin cậy. Nhưng mà cái tune âm của nó thì sẽ là dạng phù hợp với anh em thích nghe kiểu chủ yếu là về giải bass, thuộc diện bass head, thì anh em mới nên cân nhắc sản phẩm này nhá. Một lần nữa thì xin chào anh em.